Chia sẻ bằng chủ đề cơ hội đầu tư là gì, thì chúng ta đã biết rồi bạn, là để thành công, để giàu có, để tự do tài chính là bạn phải có đầu tư, phải có hành động đầu tư. Thì bạn đầu tư đó để là bạn ngủ nhưng tiền vẫn chảy vào túi của bạn, bạn không làm gì cả nhưng tiền vẫn chảy vào tài khoản của bạn. Nhưng mà biết cơ hội đầu tư là vô cùng khó các bạn, không phải ai cũng làm được. Nhưng mà những tỷ phú, những doanh nhân thành công, họ giỏi về là đầu tư. Các bạn hãy lưu ý các bạn, vì đầu tư là hình thức người ta gọi là thu nhập thụ động, nó giúp cho bạn bạn chẳng làm gì cả nhưng mà bạn có tiền, đó quan trọng các bạn. Đầu tư là không chỉ việc bỏ tiền vào dự án sản phẩm nào đó, nó là một nghệ thuật, một khoa học, hơn hết là một chiến lược. Các bạn nhớ nha, đầu tư là một khoa học, nghệ thuật, là một chiến lược để bỏ tiền vào dự án sản phẩm. Ý nghĩa cơ hội đầu tư là cơ hội đầu tư tiềm năng. Cơ hội đầu tư có mặt ở khắp nơi, từ những startup mới nổi, lĩnh vực công nghệ thông tin đến các dự án bất động sản đầy triển vọng. Mỗi lĩnh vực đều mang đến những cơ hội không cùng. Điều quan trọng là bạn sở hữu một cái nhìn sâu sắc và nhạy bén để nhận diện được những cơ hội này và biến nó thành lợi ích cho bản thân và doanh nghiệp của mình. Việc xác định cơ hội đầu tư không chỉ dựa vào may mắn mà còn là tầm nhìn, khả năng phân tích của bạn. Hãy cân nhắc đến các yếu tố như xu hướng thị trường, nhu cầu người tiêu dùng và tình hình kinh tế hiện nay. Những thông tin này sẽ giúp bạn nắm bắt cơ hội đầu tư một cách thông minh và chiến lược, biến cơ hội thành lợi nhuận. Một cơ hội đầu tư thực sự không chỉ đơn giản là dự án nào đó mà nó còn phải là cơ hội để bạn kiếm được lợi nhuận cao. Để kiếm được tiền, để biến cơ hội này thành lợi nhuận, bạn cần trang bị mình những kiến thức, kỹ năng cần thiết. Có nghĩa là bạn phải nắm vững cách đọc báo cáo tài chính, phân tích đối thủ cạnh tranh, hiểu được những động lực tăng trưởng của ngành nghề mình đang đầu tư. Rất nhiều yếu tố, nhiều hơn nữa, chứ không phải đơn giản là chỉ có là báo cáo tài chính, phân tích đối thủ cạnh tranh, hiểu được động lực tăng trưởng ngành nghề, nó còn nhiều yếu tố khác. Hãy hình dung chỗ đó là việc bạn nắm giữ một chìa khóa đó không chỉ mở cánh cửa cơ hội mà còn dẫn đến những lợi nhuận lớn. Hãy không ngừng nâng cấp bản thân, tìm kiếm khóa học, tham gia hội thảo hay kết nối những chuyên gia trong ngành. Điều này giúp bạn trở thành tự tin hơn, sẵn sàng biến những cơ hội đầu tư thành thực tế có lợi cho doanh nghiệp và hành động khởi đầu ngay hôm nay. Đừng để cơ hội vụt khỏi tầm tay, bạn bắt đầu hành trình người ta từ hôm nay. Hãy dành thời gian để nghiên cứu thị trường, khám phá các lĩnh vực khác nhau, tìm kiếm những dự án phù hợp nguồn lực cũng như chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp bạn. Một khi bạn đã xác định cơ hội tốt, hãy xây dựng một kế hoạch cụ thể và theo đuổi nó. Bên cạnh việc tự trang bị kiến thức của bản thân, hãy tìm kiếm những bạn đồng hành, những chuyên gia tư vấn hay những nhà đầu tư cùng chỉ hướng. Việc kết nối những người này sẽ không chỉ giúp bạn mở rộng tư duy mà còn tạo cơ hội chia sẻ và học hỏi từ những kinh nghiệm thực tế. Vì nhìn ra tương lai. Cơ hội đầu tư là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc xây dựng sự nghiệp và tài sản bền vững. Khi bạn hiểu rõ cơ hội đầu tư, bạn không chỉ tạo ra lợi ích cho bản thân mà còn góp phần xây dựng nền kinh tế mạnh mẽ hơn. Hãy nhớ rằng sự chủ động và quyết tâm trong việc nắm bắt cơ hội sẽ quyết định sự thành công trong hành trình đầu tư của bạn. Hãy là một nhà đầu tư thông minh, luôn sẵn sàng học hỏi và thích ứng sự thay đổi. Từ đó bạn sẽ không chỉ đơn giản là người tham gia thị trường mà trở thành một người tiên phong trong việc tạo ra giá trị là những chính mình và doanh nghiệp của bạn. Đó bạn. Thì đó là nói về đầu tư, hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp ích các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Cảm ơn các bạn.